Nhật Bản thông qua kế hoạch rút các thanh nhiên liệu hạt nhân khỏi nhà máy Fukushima, tin từ Tokyo. Nhật Bản hôm nay đã chấp thuận một kế hoạch của công ty điện lực Tokyo để rút hàng ngàn thanh nhiên liệu hạt nhân ra khỏi bể chứa nhiên liệu của lò phản ứng số 4 của nhà máy Fukushima Daiichi. Chứa một lượng phóng xạ tương đương với 14.000 lần lượng phóng xạ của trái bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima 68 năm trước đây. Hơn 1.300 thanh nhiên liệu đã qua sử dụng, cần phải được đưa ra khỏi tòa nhà không còn vững chắc để phòng hờ trường hợp có một trận động đất lớn khác. Phó chánh văn phòng nội các chính phủ, ông Hiroshige Seku, nói rằng rút bỏ các thanh nhiên liệu hạt nhân ra khỏi bể chứa nhiên liệu là một bước rất quan trọng trong quá trình đóng cửa nhà máy. Và sau khi cơ quan quy chế hạt nhân đã xem xét và xác định rằng kế hoạch loại bỏ các thanh nhiên liệu của công ty TEPCO có thể được thực hiện một cách an toàn, chính phủ Nhật Bản đã chấp thuận kế hoạch này. Hiện đang có 1.331 thanh nhiên liệu đã qua sử dụng và hơn 202 thanh nhiên liệu mới nằm trong bể chứa nước làm mát của lò phản ứng số 4. Và công ty TEPCO đã dựng một khung thép khổng lồ bên trên tòa nhà sau khi loại bỏ các mảnh vỡ do một vụ nổ gây ra một vài ngày sau thiên tai năm 2011. Mỗi thanh nhiên liệu nặng khoảng 300 kg và dài 4.5 mét sẽ được các cần cẩu kéo ra khỏi bể nước. Chủ tịch của Cơ quan Quy chế Hạt nhân Nhật Bản, ông Shunichi Tanaka cho biết, sự nguy hiểm của các thanh nhiên liệu còn cao hơn nhiều so với vấn đề nước bị ô nhiễm.